Ôi dính rồi kia nó kìa. Đó, bữa nay bèo nhất cũng phải được 5 7 con chứ. Phải đủ nồi cháo chứ. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu chưa ta ra miếng dừa đường xưa dãi nắng dầm mưa ai cánh xa côi buồn mà một mình như lý kê xanh vào quanh cũng đời kỳ mà bay khắp nơi giang hồ ghe chung quê xưa ra rời từng bước đi hương xin được làm gió dầm dịu đưa điêu ca dao cháy bên thiên sao ngọt ngào người cho nhau xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu và ga miếng dừa đường mòn xưa dãi nắng dầm mưa đi vòng ra phía sau luôn anh ngoại đang ngủ rồi gì rồi tôi chào cả nhà nha cậu chính đang hát cho nghệ với coi có ai có tắt không mà vui vậy đó cái gì vậy đây để trong đây rồi phải dạ ngồi cái trong đó có sẵn rồi mát quá ở đây mới có gió nè giả này em nghĩ phải câu ngoài sông á nó mới đi hợp câu trong hồ đây nước nó không có động á không di chuyển cái kia mình để nước lên nước xuống cái nó tự động nó nhúc nhích xuống đây mấy chục năm rồi anh mới xuống ngoài kia chứ dạ xuống đại đi nước cạn lắm rồi để cột một đầu vô trong đây này xả nó cầm rồi. Đó ha rồi, em cầm anh cột đó đi mấy chục năm mới được loại ruộng ha ừ. Rồi, xả cái dây này ra, chắc rồi. Anh xả dây mà trai đen ra đi. Bữa nay em cũng lội đó chứ em cũng hồi xưa lúc nhỏ xíu mới lội ở đây. Rồi. Rồi anh cầm chặt này đi. Giờ đi giờ xả từ từ ra nha. Bây giờ đi bọc hướng này nè. Đó, mình bọc một vòng đó. Rồi tới đằng kia. Rồi dưới bùn dữ ha. À, đất trên xuyến thì sỏi. Còn đất ở dưới miền Tây mình là bùn vậy đó. Sợ không? Thôi anh đi sát vô đây nè. Mình đau dọc 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 đó. Bữa nay cho anh Thiên loại xịn vỡ. Anh đi sát vô đây anh. Cho nó thẳng đây. Không sao, anh cứ xả lưới ra đi. Xả lần lần đi. Cái mình đi mình đánh động nó đằng cho nó gần này. Anh đi sát đây nè. Sát vô đây. Không, mình vừa đi bao cái mình lên liền á. Lưới dài lắm. Xả được không? Dướng không? Ở đây cá nhiều nên không cần giăng. Mình bắt nhiều mà bán ăn hết thôi. Dạ đúng rồi. Sài Gòn bán. Cái này lưới lỗ lớn nên bắt được cá lớn. Dướng hả? Được không? Đó. Vũ 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 nữa nè. Anh đi sát vô đây đi. Anh đi canh phụ trong đây. Anh Thiên biết bơi không? Biết chứ. Nói giới này thì nó không có sâu. Sình quá hả? Ừ. Người ta còn đi tắm bùn mà. Bữa nay mình chơi đi bụi bữa ha. Đó, mình cứ xả lưới ra vòng vòng cái mình đi mình bao vòng ra. Cái mình kéo lên luôn à, là có cá. Không nhiều ít cũng phải có à. Dướng không? Dướng không? Ơi, Sơn Hùng, Sơn Hà hả? Coi chừng em nghe Sơn Hùng. Dạ, nó kêu kiếm bà. Ừ, ai em không biết bơi nghe Sơn Hùng. Nhớ dòm em đó. Ba đi kéo cá rồi Sơn Hà. Sơn Hà trên bờ nghe. Không có leo xuống ruộng nghe. Sâu lắm đó.
Ồ chỗ này cũng sâu ta. Cái này hồi xưa là cậu chính nuôi tôm. Rồi sao bị dính rối không? Nó bị rối hay gì rồi? Ôi bị rối chờ chút. Để em gỡ. Đó, đúng rồi, nó bị rối. Ra rồi. Coi chừng em á sao không? Rồi ra được anh. Để em đi em sửa nè, cái dạo đó nè, dính lên nè. Đó. À, thì bữa nay mà em với anh mà lên không có con cá nào là quê dữ lắm luôn đó nha. Anh kéo thẳng thẳng ra đi, em xả lưới ra. Nó bị vướng giữa cái dạo chì á. À, chắc anh ấy. Chắc là cái người mà tại cậu chính hay cho mượn đó. Nên là có nhiều người như mình đó, không biết kéo lưới đó. Kéo vô cái nó bị rối. Đó, giãn ra được kìa. Lưới dùng thì nó dễ dính. Này lưới tới 3 màng luôn nè. À. Khoan khoan, từ từ để em gỡ. Ở đây có mấy cái hàng chứ có mấy cua thêm nhỉ? Mùa anh, không có cua anh. Cua anh có mấy cái hàng thấy không? Vậy mấy con còng á. Thường thì lưới cậu chính hay treo ở ngoài. Dạ. Cậu này chắc cậu chính cho mượn nó mới cho vô bạch đó. Nó rơi nùi, đi gỡ lần lần. Nên là khi đi cái nó sốc sổ á, không bị dối. Rồi. Thôi để em gỡ cái chì chỗ này nữa. Hết chưa? Hết lưới chưa anh? Hết rồi em. Rồi bây giờ mình bao từ từ vào đúng không? Đúng rồi, bao vào sau sát qua kia, anh kéo thẳng đi tại cái lưới mình nó à, nó cong á, không đứt. Sợ đứt cái chứ. Không đứt. Khoan, bỏ chì qua cái đó. Tướng Hà, cháu đủ cá giùm bác nha. Cháu đủ cá nó chạy ở bên này hết. Lo lớn nha sao hả? Hồi cá ơi, hồi cá ơi sao hả? Ủa lật qua hết ha. Tại nãy nó bị rối anh. Rồi lật này qua lên xong rồi. Rồi giờ kéo sát lại nha. Ok. À, phải đi đây lần. Trong lề cho nó chạy ra. Lưới nãy mình cột tuốt cái cột điện kia nó cong mà. Giờ đi đuổi cá nè. Ở bên này mát, ở đây sâu hơn. À, nãy giờ mình gỡ lưới. Cậu chính thì nãy giờ nhậu xỉn rồi. Cứ đòi nhảy xuống kéo lưới không à. À mình sợ không cho cậu chính xuống. Chỗ này sâu quá nè. À, giờ em với anh kéo từ từ thôi. Thì nó sẽ dính nhiều cá. Còn mình kéo nhanh nó căng lưới nó dính nhưng mà ít cá. À vậy mà ha. Dạ. Ố, anh thấy nó giật giật rồi. Giật là dính rồi đó. À, giật rồi. Ngon rồi á. Có em. Ôi chỗ này sâu quá. Chỗ này hụt đầu rồi. Lại giờ lại đi vào bơi nha. Bơi em. Anh xích vô đây nè anh. Xích vô đây đặng cho cá nó chạy nè. Anh hả? Biết bơi. Sơn Hà qua đây đuổi cá phụ ba nè Sơn Hà. Nhiều lắm cậu chín đó. À, 200 kg cơ. Ôi tôm, trời ơi nó nhảy. À, giờ hai anh em đi dí cá. Hôm nay toàn cậu chính bắt mình ăn. Dạ. À, đi chậm chậm. Dục tóc bất đạt. Ờ, cái hổ rồng quá sơn ha. Dạ. Có trời rồng luôn. Đó, em thấy không? Đó, đó vậy là dính rồi đó. Dính rồi đó. Đi chậm là bắt hết cá rồi chính. Đó, quận. Đằng kia đó kìa thấy không? Cái dính này đó. Ở anh bản đất có sình gì không anh Thiên? À, không. Dạ. Yeah. Đất sỏi hả? Đất dạ, đất sỏi. Đất thịt, đất sỏi. À. Ở giữa kìa. Mình bao cái này là gom hết luôn. Yeah. Rồi cày cho anh Thiên kéo cá đem về thị sĩ bán luôn.
Ở dưới đây còn có tôm nữa không? Có anh. Tôm nó vô mà tôm tôm càng ngon lắm. Hay là mình mua mình thả mình nuôi? Không có thả. Câu chính nó để nó tự vô không á. À. Để nó tự đẻ tự lớn. Không cho ăn luôn. Ủa, anh thấy nhiều anh nặng rồi sao? Bứt bứt lưới á. Không bứt. Lưới nó cong ra anh thấy không? Nó cong từ đó nó cong xuống nè. Cái cây trắng trắng nãy mình cột đây. Lần đầu tiên ăn lưới. Dạ. Chị Nguyệt Nga không về là hối hận rồi. Anh Thiên tự bắt cá cho ăn nè. Cá bự thì mình nấu cháo cá. Cháo mình nướng. Cá nhỏ thì phơi khô chiên. Dạ nướng hả? Tráng. Ừ. Nướng của bánh tráng nghĩ ngon. Bữa nay mình đem về mình cũng bánh tráng ha. Chứ về ăn không hết rồi. Đồ ăn bữa nay về quê mua quá trời rồi. Ôi. Ba bắt cá. Ừ, Sơn Hà đâu đó? Sơn Hà đi vô hả? Ừ. Kéo nổi không anh? Được. Nổi rồi, nói em kéo phụ. Từ từ ăn muốn nhanh. Ờ. Tại cậu chín nó sẽ từ từ. Cậu chín nó từ từ kéo nhiều sợ anh đi không nổi. Mình vô bờ mình vẫy mấy cá. Ủa, à một mình cậu chín làm được ha. Dạ, cột cậu kia. Dạ. Cậu chín không yên tâm ai. Hai anh em. Cậu chín đi vòng vòng chỉ đạo rồi. Nó nhảy dữ kìa, nó dính nó. Xuyến đang chờ để bắt cá hả? Kéo cá mà đeo kính mát nhìn thấy ghét quá. Dạ. Kẹo. Tại dưới quê mình đâu có ai mà đi kéo cá mà đeo kính mát à. Con chim kìa. Mấy con chim này hay lắm. Nó thấy kéo cá là nó lại nó canh nó kiếm cá tìm tôm. Hay. Mấy con chim đó đó, kêu chim còng cọc. À, người ta hay lấy hai cái bập dừa anh. Dạ. Đập bụp 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 lớn tiếng rồi đuổi nó đi. À. Nó hay canh bắt tôm. À, cả nhà thấy lội bùng á, không làm gì hết cũng mệt đó. Giờ đi vòng vòng đi phá mấy cái nè, rần 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 vậy nè, làm cho cá nó chạy ra. À, dí rồi là cái lưới đó. Cái sình mà mình lội không quen á cũng mệt gì lắm á, không phải chơi đâu. À, đi sình mệt em. Dạ. Dạ rút ra không rồi. Về đây sáng tập thể dục á anh. Dạ. Cho xuống đây nè. Đi khỏe. Rồi đuổi cá ra. Rồi chín với xíu ngồi nó coi cá. Mấy cây dừa của cô chín nãy lỡ nè. Chắc nó nhào xuống sông hết quá. Ồ. Vậy chết á, nhào xuống chết em. Dạ. Trốc cốc hết rồi. 3 năm hẳn, 3 năm chưa? 3 năm rồi. Ở bên thị sĩ chắc đâu có đi kéo cá kiểu này hả anh? Không, cá chắc rẻ hả? Ờ, không, họ nhập á. À. Thị sĩ thì cũng cá hồ cũng có. Dạ. Chị mua cá không chị? Mua cá? Không. Chị mua 10, chị mua 10 anh tặng 2. Mua 10 ký tặng 2. Xin chào á mua. Cá này tươi lắm chị à. Vừa kéo lên là bán luôn á. Ở dưới quê cũng vui lắm, nhiều khi bắt tôm bắt cá vậy cả xóm lại bắt phụ rồi kia. Dạ ở thị sĩ à. Nổi không? Nổi không anh Thiên? Rồi sao chút lên xỉu đi. Chỉ sợ nó đứt thôi. Không có đứt. Đó thế, quá trời. Sao vậy không? Chút vô là anh phải hỏi cậu chính cái cách tháo cá nữa. À. Học cái chiêu tháo cá khỏi lưới nữa. Anh chưa vậy. Hả?
Còn chín nữa. À, rách lưới đàn tiền hả? Để cần mấy cái thùng phi với còn chín. Giờ quậy cho cá nó chạy ra khỏi cái bờ. Đi dưới bùn mệt không? Là lưỡi hả? Xíu mà leo ở đây chắc xíu sợ. Rồi Đồng Nai chân đi là chỉ không lắm đất luôn. Không lắm đất rồi. Còn đây là lúc là tới đầu gói. Đây, hộp của tay nha. Nha. Yeah. Dính chắc. Không nhiều cũng phải ít chứ không là không dính con nào. Đừng nó không dính con nào quê dữ à nha. Nãy xuống khẳng định câu chính là dính chắc. Ở giữa anh. Hả? Không ở giữa, đúng rồi. Không dừng lưới hả? À? Có chứ. À, yeah. Rồi, yeah. Đó dính nè, mấy con luôn quá à. Bự nè con chín ơi. À cả nhà coi. Hên. Hay không mà hên. À, hay rồi. Hay. À. Con này sắp tuột 3 con luôn rồi anh Thiên. Wow. Kéo nhẹ nhẹ để nó rớt. Ba con nè nha. Để em phụ con kéo ngoài đây. Rồi. À. Ôi dính tôm luôn nè. Đâu rồi? Nè, ghê chưa? Dính tôm luôn. Ngon hả anh Thiên? Có tôm nữa anh Thiên. Ôi dính ở kia nó kìa. Đó, ở đây bèo nhất cũng phải được 5 7 con chứ. Phải đủ nồi cháo chứ. Dư à, nó nồi cháo. Ồ, thôi cháu à. Anh Thiên còn rồi nướng của bánh tráng nè. Nồi cháo là ngon quá, là dư luôn á. Bốn con là đủ nồi cháo rồi. Không, nếu vậy này có 10 con. Mình được nửa lưới chưa? Nửa rồi anh. Hết rồi hả? Nửa rồi. Anh cứ bắt ngay đó, đặng chút xíu mình không bị lối rối lưới. Nè, dính nữa nè. À. Thấy không? Con gì sao hả? Dưới đây thì có một loại này thôi em hả? Nhiều loại anh, nhưng mà cái lưới này bắt được có cá phi à. Nó còn cá gì ta? Cá đói. Cá chẽm. Rồi nhiều lắm. Mà tại cái lưới này lỗ to nữa, nó bắt được ta. Đó 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 đó. Đó. Cái gì đây? Wow, bự không? Anh Thiên. Nè. To nó to á. Đó. Được 5 con rồi hả? Ở kia nó nè, đó. Từ từ đó. À, dữ dã luôn. Đây. Ừ. Rồi hết rồi đó anh Thiên ơi. Được có khoảng 5-6 con nè. 6 con đó. Ờ. Với con tôm. Rồi lại đây lên luôn. Thôi để anh kéo lên. Đi lại đằng đây nè anh Thiên. Đây 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 đây, chưa gỡ lưới nè. Vô ngoài hả? Thôi. Chơi đây dư giả rồi cậu chính ơi. Ăn hết nổi rồi. Bây giờ ba lên nè. Gỡ lưới nha. Thôi đủ rồi cậu chính ơi. Chứ anh Thiên ổng muốn xỉu rồi. Không lội thêm lần nữa ông xỉu thiệt. Tôi xin. Coi dính gì không? Rồi hết rồi đó, nhiêu đó đó. Vậy là mẻ ít nhất của cậu chính rồi đó. Cậu chính không nào mà kéo ít hơn vậy á. Rồi để em lên. Dạ. Rồi, được rồi. Rồi anh Thiên lên đây. Đưa tay đây, kỹ anh lên luôn. Em cầm em. Chưa ảnh chưa có tư thế lên, anh kéo gì? Dính cái lưới. Không sao. Dính cái lưới kìa. Rồi. Đã. Nó vô ngoài nó bự lắm, cá bự lắm. Thành công rồi. Tưởng nó không có con nào mới quê chứ còn vậy. 3. 6 7 con. 4. 7 con. 6 7. Với con tôm nữa là 8. Đó, tôm á. Vô lấy rồi. Đi vô nấu cháo đi, rồi đi bánh nấu cháo tùy con.
Vô xe hè. Anh Thiên bữa nay giỏi ha. Nãy giờ cầm cây cần câu đi vòng 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 mà không con nào vớt ra, bây giờ xuống kéo luôn. Vô ngoài á, ngon lắm, ngon lắm. Sao vậy Sơn hả? Dạ bự. Cá thiên nhiên đó anh, không có ăn đó. Không có nuôi đó mà nó vậy đó. Chứ thường có phi mình câu mà cỡ ba ngón tay là giật cũng đã tay lắm rồi. Đây anh làm sao luôn, treo lên ngay chỗ cái chòi lá đó. Mình gỡ lưới. Giờ kéo rãng rãng ra từ từ. Cá bự quá ha, cậu Chánh. À, mình cứ kéo cá trước rồi mình hả? Đút con tay vô con cá nè, cái miệng con cá. Đút con tay vô. Đó. Cái miệng ha. Đút con tay vô. Rồi tuột ra từ từ. Hồi đó con bé Vi về nó có thử làm lần nó sỏi cắn nó không? Nó cắn luôn, chết luôn. Kẹp kẹp cái miệng nha, rút ra từ từ đó. Hay không? Đã. Giỏi. Đó. Vậy là giỏi rồi đó, thành công rồi đó. Ở rễ được rồi đó. Ờ, đi con. Cậu Văn, cái cậu Văn chừng 4 năm chục con phải con. Rồi tắm đi nha. Dạ. Dạ dạ đi rồi cậu. Chị em cứ dính nãy giờ chắc nhậu dữ lắm hả? Ừ. Nhậu dữ thôi cậu Chính, mấy lít cậu Chính? Cậu đâu có nhậu nhiều đâu. Mốt xe em đã rồi. Chơi nữa không? Thôi. Dạ không đâu. Ở đi. Dạ không, dạ không. Mọi con cái đống kìa. Mày tắm này vô chơi vậy luôn đấy ai. Giỏi ta, gửi giỏi ta. Từ biết, quen. Nó thôi lắm. Nhỏ con luôn. Cá này bự quá nè, con này mà. Con này bự nấu cháo mới ngon. Cá này mà nấu cháo sao? Dạ. Bứt mặt đầu ngay vô cái mỏ đó. Không rồi nó khôn. Ừ. Đó. Rồi. Không rồi nó ngon ngon ngon. Rồi dính càng à. Nấu cháo ăn ha. Tối gì nấu cháo vậy? Giỏi không? Cho anh kéo lên tự làm luôn, mình chơi thôi ăn kem thôi. Ăn cái giờ đợi nóng anh đi. Không ăn. Gà ăn đi xin. Vậy à, cậu chơi tình vậy nha Thiên. Dạ dạ. Vậy là nó vui nhé con. Lấy bịch tấm hết đi con. Dạ con. Kéo cá mà ớt rồi tôm mới giữ không? Rồi, con lành luôn. Con vô lấy bọc đi. Ngon hơn câu á. Lại cũng vô đó thời gian. Anh đổ đổ luôn cho cái tay lại chút xíu thôi. Con đi tắm đi. Dạ, được cháu xối nước cho. Tắm đi rồi. Đây nè Sương ơi, bọc trên này nè. Xuống sao có cây nước có hồ. Hôm nay gặp nghe nè, bọc đen nè có. Dàn lưới sạch quá ha. Dạ. Chứ người ta ao là sình dớm. Ờ. Hai ba cái bọc nghe con đựng vô. Cá bự bự không? Vì bánh tối này mẹ con nấu cháo mà làm như vậy. À. Dạ. Dạ. Bao nhiêu ký? Anh nhắm chừng ơi, 2 ký không? Không có. Thấy nhiều quá cậu Chính. Cũng 2 ký. Ờ, à, chắc rồi đó. Đây nước mưa tắm mát dữ lắm ơi, dạ. Anh Thiền. Rồi. Mẹ mới nói em bánh gì cho má mà má ăn cơm sớm quá. Cái đem cua thì dạ. Ngoại ăn rồi hả? Cơm với cá út rồi dẹp cá út rồi cho. Tại bữa nay ngoại có khách nên là cậu Chính có khách nên là ngoại ăn sớm. Dạ. Năm trước cháu có về thăm ngoài mà nhớ cháu không? Nhớ ngoài vậy hả? Dạ đúng rồi. Bà cũng bà già. Đây bà khác điều khẽ theo bà già vậy đó con. Được. Bà già bà ấy nhận đẹp quá. Rồi có cái nào không xài cho cháu đi. Mấy bà dễ thương quá. Bà ăn rồi đó. Nãy giờ tới ngoại đang ăn cơm với cô út rồi kêu xíu gấp cô út ra đi cho ngoại ăn cua đi. Dạ. Mà ngoại ăn chắc chừng nửa con cua à. Dạ. Không hết con quá. Với mấy cái miếng cà còn nhiều cách thì cháu. Dạ. Con chơi 12 tuần con mới đi. 12 tuần. 2 tuần. 2 tuần. Ờ, 2 tuần có 14 ngày chứ mình nói 12 tuần mà nó khác. Còn không bữa nào qua là tao chỉ mày gõ bò tao. Cảm ơn trong năm hạnh phúc. Không có gì ngoại.
Cảm ơn trăm năm vui là cháu vui lắm. Cảm ơn trăm năm hạnh phúc đi. Không nói được như ngoại nha. Không nói được. Bà già chứ bà ngoại còn ham tiền đó. Nói con đừng cười đó. Cậu ơi, mẹ con ai cho mày biết. Đúng rồi, gửi tiền ưu đế đúng không? Mình đâu đã có, mình ít tiền nhiều. Mình ít tiền nhiều, mình đâu là mình đạt đó. Mình đâu cả nó gọi. Mình ít tiền nhiều. Ừ, chúc mày ngủ, chúc tao. Con chó bệnh ra sao ngà? Nó có uống thuốc không? Chó, con chó nó có uống thuốc không sao ngà? Rồi. Sợ dắt á. Nhày vậy tổng cái màu, cái chuyện tét á. Nó dễ thương không sao ngà? Có 18 nè. Con hỏi nó tin gì? Con hỏi nó tin gì? Nó yêu quá. Nó biết nói chuyện không sao ngà? Không hả? Xin nhân nhãn hả? Nó bắt tay đó, đó, nó bắt tay đó. Tay, hay quá trời. Bắt tay. Nó không có cắn. Đâu kìa. Cắn tim đây. Cắn tim đây. Nói là thả đi cho tự do đi. Đúng kìa. Có xe kìa, có xe ở nhà đó. Không có xe. Dạ. Con ở Mỹ hả? Dạ cháu, dạ con ở Thụy Sĩ. Thụy Sĩ dạ. Cháu về bà bữa cháu đến thăm bà chứ. Hỏi chơi nha, hỏi chơi dạ. Cho nó ở lại rồi mời đi bắt cá. Dạ. Gia đình hạnh phúc trong năm ạ. Dạ, cảm ơn hôm nay mình sẽ cùng ở nhà mình về câu chính kéo lưới nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nha.